Chiếc máy giặt sấy Toshiba TVK127XP2N là model mới nhất của hãng Toshiba. Máy sử dụng màn hình cảm ứng lớn, dễ dàng sử dụng, với thiết kế cửa kính bên ngoài giúp chúng ta dễ dàng quan sát quần áo bên trong lồng giặt. Máy giặt có công suất lớn, giặt 12kg và sấy 7kg, đủ cho chúng ta giặt chăn màn, quần áo và đồ dùng gia đình. Máy giặt sử dụng động cơ chuyển động trực tiếp nên hoạt động cực êm ái và bền bỉ. Với công nghệ giặt nước nóng và công nghệ giặt tạo bong bóng siêu mịn, giúp loại bỏ mọi vết bẩn và mùi hôi cực hiệu quả. Cùng với đó là công nghệ sấy bừa nắp, khử mùi diệt khuẩn bằng tia cực tím, giúp quần áo luôn sạch sẽ và phẳng phiu. Ngoài ra, máy còn có chức năng thêm nước giặt nước xả tự động và tự động vệ sinh lồng giặt rất tiện ích. Và chiếc máy giặt này thì đang có sẵn tại cửa hàng của Hàng Nhật 123 các bác nhé.